Vâng, cùng trở lại với game đấu thứ hai giữa VC và Fnatic. Bây giờ thì bên phía VC họ đang có được một game chiến thắng trước bên phía Fnatic. Và nếu như bên phía VC họ kết liễu được Fnatic ở trong cái đấu này thì họ sẽ gặp lại LCD ở chung kết nhanh thua. Lượt ban pick đầu tiên thì bên phía VC họ đã ban hai hero, đó là Alchemist và Enchant, ngay sau đó là Tiny. Còn phía Fnatic họ bán Doom, DK, Pagna. Trong đó có hai hero, đó là DK, Pagna được VC sử dụng khá nhiều ở những game đấu push. Hai lượt pick đầu tiên, phía VC họ vẫn pick cho mình Vsack và Furion. Còn Fnatic thì lại là Venom và IO. Một bên thì vẫn chơi theo chiến thuật cũ, đó là push, còn bên phía Fnatic thì họ đang cố gắng để có thể khắc chế được cái chiến thuật này. Có vẻ như là Demon thì vẫn đang cực kỳ thoải mái và không quan tâm gì đến những người đồng đội. Mặc kệ thích bán pick gì thì bán pick. Vứt tao con nào tao đánh con đấy. Không phải kè. Và Chen đã ban với Fnatic rồi. Rất có thể sẽ là có lôn rui cho Silla. Lượt ban thứ tư và phía VC họ đang sử dụng tới bonus time của mình. Một lượt ban thứ tư của phía VC lại là Clock, một hero offlane. Vâng, nếu như mà để Clock bắt gặp được Fool thì rất khó chịu. Rubick cho bên phía VC Gaming. Ở bên phía Fnatic, họ sẽ pick cái hero nào để đi cùng với cả IO đây. Không biết đâu chúng ta lại thấy CK sao? Chaos Knight. Hero carry rất khó chịu với lượng đam tay lớn và animation tốt ở thời điểm early. Early được farm tốt, bảo kê tốt và đi gank tốt thì cực kỳ bá đạo ở thời điểm late game. Ở bên phía Fnatic họ vẫn đang suy nghĩ cho lượt pick thứ ba này. Đã sử dụng tới phần bonus time. Vòng BB cho vị trí carry. Còn liệu có phải là BB cho vị trí carry hay không? Và nếu như mà BB này không tốt, đánh không tốt thì hoàn toàn có thể thua rất nhanh. Bên phía Alien họ đã đánh cái bài BB làm carry nhưng bất thành. Chiến thuật push của VC quá mạnh. Các hero late không kịp để có thể làm gì. Liệu thì bên phía Fnatic ở game đấu này họ sẽ làm như thế nào để có thể giành lại một trận đã mất của bên phía VC Gaming hay không? Nick Assassin cho VC. Vẫn là bài canh push.
Nhưng ở trong game đấu này thì VC đang nghiêng về phần gank nhiều hơn. Push sẽ chỉ là phụ mà thôi. Nick sẽ là hero được đi off lane. Furion không, Furion mới là off lane, còn Nick sẽ là người đi solo mid. Còn thiếu một carry cho phía VC nữa thôi. Ở phía Fnatic họ sẽ pick hero nào đi solo mid và hero nào ở lên đây đây. Có thể là team Assault. Team Assault cho vị trí off lane. Cũng có thể pick OD đi mid. Có vẻ như Queen of Pain không được pick nhiều trong thời gian gần đây. Vâng, vậy là chúng ta đã có Nevermore cho Daemon. Liệu thì Daemon có được thể hiện một một pha xuất thần như trong game đấu ngày hôm qua với LGD hay không? Không phải là với Alien. Rất xin lỗi. Lystra đã bị ban bởi phía VC và cả Spec cũng đã bị ban bởi phía Fnatic. Hai lượt pick cuối cùng dành cho off lane. À, không phải là off lane mà là carry. VC sẽ là carry. Còn Fnatic sẽ là một hero có thể là carry hoặc là off lane. Luna cho bên phía VC Gaming. Một hero push. Vậy thì bên phía Fnatic họ sẽ pick hero nào đây? Với đội hình như của team VC, nó sẽ nghiêng về khả năng push nhiều. Vẫn là push là chủ yếu. Gank chỉ là phụ. Mừng Slada. Vậy là mắc trừ giáp rồi. Vậy thì BB sẽ được đẩy đi off lane. Aoi vẫn là người cầm carry chính cho Fnatic. Daemon cầm Saruman đi mid, No Tail Heal, Fly Venom. Bên phía VC thì Fenrir cầm Vishak. Scylla như là người cầm carry chính là Luna. Super sẽ là người cầm Nick Asin. Furion được đi off lane bởi Roteka. Và Evie sẽ là người cầm Rubick. Vâng, vậy là chúng ta sẽ có Daemon ở vị trí solo mid. Challenge sẽ là challenge ở dưới bot. Và có lẽ về phía VG họ cũng sẽ đánh challenge ở trên. Vâng, vậy là challenge ở trên top rồi. Super cầm Nick Asin đi mid. Một cái ward control rune.
Vâng, được băm tới hai cái tango thì sẽ rất nhanh thôi. Nevermore của Demon sẽ có được cho mình cái bottle. Và Trixie lên cho mình một khiên và một một tango, một bình. Trong đó thì Slada chỉ lên khiên và một tango, hai branch. Luna lên sẵn cho mình một cái ring of protection tăng armor. Vâng. Io nối dây với cả một con creep mắc lever. Vâng, easy money rồi. Vâng, cho creep vào để block. Rất chuẩn bài. Định bắt phu chăng? Có lẽ là hơi khó. Một pha stun hụt của Nick Asin. Còn BB ở trên top có vẻ như không thể nào ra khỏi lên được. Venom solo với cả Furion luôn. Cắn luôn cả cái Tango. Quay lại bắn. Sợ deck thì bố có đằng nào. Sao phải ngợi. Vâng, nhấc được BB thì làm gì đây. Challenge của phía VG là một challenge đánh nhau cực khỏe với nút đam đến từ Visak. Trong một pha stun của Centaur nhưng mà không stun được Visak. Vậy rồi. Mới chỉ là một vậy thôi. Lại tiếp tục là có quay Furion. Vâng, đấm tay thôi cũng đủ khiến cho Nick Asin tụt máu điên đảo rồi. Vâng, hình như là full Nevermore của Demon không deny. Anh farm được 7 con creep rồi nhưng không không có deny nào cả. Nick Asin ăn được DD ở trên top. Bắt Trixie. Thôi xong rồi. Dự là chết. Núp Đam và Fenrir ăn được First Blood. Quá mạo hiểm để có thể lao lên một cách như vậy. Biết rằng challenge của phía VC là một challenge đánh nhau cực khỏe. Tốt nhất là không nên quá mạo hiểm mà lao lên một cách lộ liễu như vậy. Còn chết là cũng đáng thôi. Vâng, vậy là một pha nhổ nước bọt suýt trúng của Venom. Lùa creep sang chỗ khác. Vâng, định stun nhưng mà lại cancel. Rút thôi, chuột rút, chuột rút. Vâng, IO đã ra mid. Một tình huống stun trúng được của Nick Asin. Gai không. Làm tí gai cho vui. Vậy nó. Nikasin đã bật ngay DD và bây giờ thì có được cho mình thêm một cái giày 402 tiền. Giày chết đã xong cho Luna của FVC Gaming. Rất hổ báo. Lao lên dằn mặt luôn. Visak có level 2. Slada level 4 rồi. Hai hero bên phía Fnatic đang có lượng farm khá ổn. Vâng, ở trên một lần nữa Trixie lại bỏ mạng. Vâng, Trixie đang làm tạ cho bên phía Fnatic.
hút được tóc rồi, bây giờ có lẽ Demon sẽ phải bỏ mạng thôi. Không, vẫn chưa thể giết được. Vâng, vậy một pha mana burn. Mana burn và núp đam đến từ Visak. Fnatic đang throw chăng? Thôi xong EO rồi. Vâng. Link kịp đến con creep. Bên phía VC họ vẫn đang tỏ ra khá là bình tĩnh. Slada vẫn đang có lượng farm rất đều, bám đuổi tỷ số với cả Luna ở vị trí trên top. Một 1.600 tiền cho Slada, nhiều khả năng sẽ là rút thẳng lên Blink. Item có thể giúp cho bên phía Fnatic có thể mở đầu combat. Vâng, stack được một đống creep. Lượng gold đang tạm nghiêng phía VG Gaming với việc có được cho mình 3 mạng ở đầu game. Nick đã có cho mình level 6, 1.001 tiền và giày mana. Cắn luôn cả bình và chuẩn bị, có lẽ là chuẩn bị invi và đi gank thôi. Nick đã sử dụng invi. Demon cũng lùi về rất nhanh, khá tỉnh. Còn Io mà lòi ra dự là sẽ bằng hà luôn. Hai cái bình bên phía Fnatic có tới hai cái bình, một của Yor, một của Seraphine. Hai nghìn mốt tiền rồi, xong Blink. Bằng đấm tay rất đau đến từ Seraphine của Demon. Burn mana, hết sạch mana luôn. Làm gì nhau? Visak đang lò dò đi ra. Io cho Illusion. Bây giờ thì Slada mới mua cho mình cái Blink. Vâng, vậy là dưới bot có đánh nhau. Thôi chết full rồi. Blink và stun. Trong đó thì ở mid, phó công Nick Asin, Nick có gai không? Bật gai rồi. Cancel rất nhanh đến từ Shadowman. Không phải là Shadowfin của Demon. Rất dễ đọc nhầm. Thôi xong rồi. Chạy đâu con sâu. Vâng. Và hồi máu rất nhiều. Hồi máu quá nhiều đến từ Io. Không thể làm gì được. Bây giờ thì bắt ngược. Nick Asin. Gai. Gai thì làm gì? Không có nhỏ nước bọt đấy từ BB. Một màn cứu thua trông thấy đến từ IO của NoTail với cái bình. Vâng, ROTK không thể deny được. Quá buồn. Visak đã phải TP ra mid và Nick Asin có hết và vòng ra đằng sau trụ trên top. Liệu có TP đến từ phía Fnatic lên đáp trụ không? Có lẽ họ cần phải đáp trụ này. Cần một cái TP. Cần một cái TP. Io, Io. Vâng, tại sao Io lại bật chắc sớm như vậy? Tôi không hiểu. Mất trụ rồi. Trong đó thì Demon đang lên cho mình BKB. Một cái tầm quan trọng để có thể chống tránh lực lượng núp đam đến từ phía VG Gaming. Bây giờ Smoke đến từ bên phía VG Gaming với Nick Asin và Rubick.
Bắt được rồi. Rất nhanh. Rất nhanh. Trong đó là Chen bắt BB. Thôi xong con ong rồi. How to chạy đây. Luna đã ăn được mạng của BB. Lại là fit. Trixie đang fit. Trixie đang là fit. Tuy nhiên thì Demon vẫn đang tỏ ra rất bình tĩnh, vẫn farm rất đều tay. Vâng, bộ đôi IO và SF sẽ khá bá ở thời điểm mid game. Vâng, chỉ cần có tín hiệu của Slada là họ sẽ bay đi ganh luôn. Vâng, IO vẫn đang stick với cả Shadowfin của Demon. Vâng, Rubik cướp được vảy. Rubik cướp được vảy đến từ Shadowfin. Rất chơi bời. Vâng, KS nhau từng con creep một. Rất kinh khủng. Hai smoke liên tiếp cho VC Gaming. Stack bãi Ancient để farm. Đây là chiến thuật mà Bulldog đã sử dụng. Lên quá thọt nên phải stack. Blink không kịp rồi. Nhưng mà sprint rất nhanh. Không có follow stun đến từ Nick Asin. Khá đáng tiếc. Và Rubik lại là người lên chậm. Làm gì đây? Phát hiện ra Rubik và Nick Asin ở trong rồi. Rút thôi. 1.300 tiền cho BB. Và có lẽ sẽ là van thôi. Yêu của Noteo có regen. Và bây giờ là Invi. Rubik có được Invi. Vâng, bắt được Furion rồi. Thôi xong. Quá nhanh. Vâng, bắt Shadowfin. Nhấc về. Bay rồi. Tuyệt vời. Epic Noteo. Một pha cứu thua không thể tưởng tượng nổi. Vâng, đến IDC cũng phải khen ngợi Noteo. Tuy nhiên thì cái trụ mid này của phía Fnatic thì cũng bùng rồi. Không thể cứu. BB đang focus chết rất nhanh. Có stun được nhưng cũng không thể làm gì được. Venom. Ulti rồi. Thôi xong. Ai sẽ người chết đây? Ai chết trước? Blink chết chặt. Vẫn không chết được Noteo. Noteo vẫn còn ít máu. Làm gì vậy? Noteo ơi là Noteo. Highlight quá mức cho phép rồi. Focus vào Luna. Stun đến từ Nick Asin. Chết rồi. Thôi xong là Slada cũng chết nốt. Ơi! Vẫn chưa chết. Chết luôn. Chết luôn. Thôi! Hay! Tuyệt vời. Fnatic có một pha combat phải nói là quá tuyệt vời. Hạ gục toàn bộ các đội bên phía của VC Gaming. Van đã thành cho BB sau tình huống combat thắng lợi vừa rồi. Bây giờ thì lượng gold và XP đều nghiêng về phía Fnatic rồi. Vâng, vậy là Furion vừa chết thêm một mạng nữa. Vâng, ma giờ camera luôn. Vâng,
Furion của PC cũng đã có cho mình cái Hand of Midas rồi. Và Shadowfin của Daemon cũng cần chạm tới cho mình cái BKB. Luna có gì rồi? Không biết là Luna có gì rồi. Luna cũng lên BKB. Cơ hội push dành cho bên phía Fnatic là đây. Vâng, vậy là BKB đã xong cho Luna rồi. Vâng, Aoi lại có thêm một mạng nữa. Vâng, không hiểu thanh niên cầm máy quay Sida như thế nào đây. Liên tiếp để lỡ những tình huống canh lẻ. Vẫn sẽ là BKB tiếp theo cho Slada. Vậy là bên phía Fnatic họ sẽ có tới hai cái BKB. Cọc rất khó chịu đến từ Venom. Vâng, một dàn cọc rất đều. Vẫn chưa thèm put vào. Câu giờ đã đủ tiền cho cái BKB của Shadow Demon. Vâng, có lẽ tôi phải gọi là Shadow đè mông thôi. Rất dễ đọc nhầm. Slada cũng đã hoàn thành xong cho mình cái BKB. Bây giờ thì bên phía Fnatic họ đang có lợi thế hơn. Với hai cái BKB, khả năng combat của họ đã được tăng lên đáng kể. TP về đến từ Furion. Quyết định smoke và đảo xuống dưới bot. Okay, ngay sau đó thì lại phải đảo ra mid. Mất trụ rồi. Vâng, bắt được Venom. Venom đi lạc. Chết rất nhanh. Nhờ phía VC họ cũng rất khó. Vâng, bắt được Phu. Stun rồi. BKB làm gì tiếp theo? Nick có stun được Gio. Luna đã bật ulti lên. BKB nữa nhưng mà đập tay của Phu, của Shadowfin và Slada quá nhiều. Tiếp theo là Focus vào Vsak. Có Blink. Không cần Blink. Không thể Blink được bởi vì đã có nút đàn từ Vsak rồi. Chết Slada rồi. Bây giờ thì Vsak cũng đã nằm. Tiếp theo là Focus Rurik và Nick Asin. Chạy đầu còn sâu. Cancel TV rồi. Vâng, vậy là chỉ có Rubik là sống thôi. Bây giờ thì Androsan luôn. Có lẽ game này là easy game cho Fnatic rồi. Dây chat đã xong cho Furion. Vâng, để thua game 1 để đối phương chủ quan và ăn lại game 2. Và cuối cùng là kết thúc game 3. Vâng, Furion ra muộn rồi. Vâng, không khác gì nạp tiền cho Nevermore cả. Vâng, IO nối dây. Vâng, có hem cho Nevermore của Daemon. Vẫn trẻ cối ăn trụ mít này. Cọc rất nhiều. Vâng, toàn bộ bên phía PC đã ra. TP đến từ BB. Stun chuẩn bài luôn. Núp đam thẳng vào đầu. Stun đến từ Slada. BKB rồi. IO đâu? Tôi không thấy IO. À vâng, IO đây rồi. Vẫn chưa giết được Furion. Chết rồi. Phải có Luna. Luna còn rất ít máu. Vậy thêm văn nữa. Chết rồi. Trixie Dominate. IO đã bay lên. Vâng, stun rất chuẩn đến từ Super. Nhưng mà làm gì đây? Sơ tan chuẩn thì không thể cứu được. Double kill cho Trixie. Bây giờ thì nhỏ mà thằng nào đây. Thôi bỏ qua ăn trụ là vừa. 1-3. Lợi thế cho Fnatic. Ăn thêm được cả trụ.
BB với Van với giày chat lại có thêm cả Agis. Nhỏ nước bọt liên tục vào mặt của hai thanh niên phía VC Gaming. Không coi ra một cái gì cả. Giày mana cho Io. Vâng, Merlini có nhận xét rằng không biết là VC nên làm gì. Vâng, Demon thì đang show off với cả cái ulti. Ở phía VC không thể farm, không thể push với cái relocate của Io. Stun nhưng mà không trúng. Chỉ burn được mana thôi. Nhỏ nước ngọt mặt của Nick Assassin. Lại là một trụ nữa, có lẽ là easy cho Fnatic rồi. Slada Blink trúng đôi rồi. BKB lên vả nó. Và ai cũng được, không cần phải lằng nhằng. BKB đến từ Luna. Nevermore cũng đã BKB lên nhưng hình như chưa dùng ulti. Slada mất. Không phải là BB đã mất hồi sinh rồi. Double kill cho cả hai. GG Worldplay. Một đều cho Fnatic. Tuyệt vời. Một cái đều tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng tăng nghỉ ít phút trước khi đến với game đấu thứ ba, game đấu quyết định giữa Fnatic và VC Gaming.